Về đây ta cùng say về bên bếp hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời thêm giữa phút Nói cho nhanh vui lên. êm đềm. Hello, xin chào cả nhà. Và buổi chiều hôm nay là một buổi tiệc nướng, nướng barbecue và hải sản, mực, tôm cho mấy chị em với lại các cháu cùng ngồi chung vui mời quanh bếp lửa hồng nha. Cũng làm thôi, cái Thì này là tiếp cũng theo là cái phần 1 là đi tham quan thác Grand đó. Mời các bạn hãy cùng theo dõi video này với mình nha. Và mến chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe ha. Ôi này là cây con ấy luôn nước luôn hai hai cái nồi luôn không ta? Đúng rồi, nhưng mà con này không biết là lấy ra làm sao. Trời ơi, con rành nhất ở trong cái nhóm người nấu ăn là con rành nhất. Con có bỏ đại đi để hỏi gì gọi nè. Không, lúc trước có làm không? Dạ không, mới làm. À, làm thương quạt á. Sao không bỏ trong đó? Ở dưới chưa kịp tới. Lỡ nó chưa qua. Chưa tới. Gì vậy? Nó là quạt rồi. Không, tại không có, lỗ ở đây đúng không? Không phải. Không phải. Phải có lỗ rồi, tại vì nó theo chưa nó hết. Chưa đủ tới, nó chưa đủ. Giờ thì không phải lấy. Chưa cắm điện. Chưa cắm điện. Hãy ăn đồ nữa đây rồi, chút xíu. Chị đang tưởng điện wifi chứ đứng ở đâu cắm điện. Dạ lôi ra. Đây, đây, đây. Em lôi, lôi. Đứng ra. Lôi, lôi về. Hay quá. Dì Lan chừng ba vô dì Lan. Không có ai đi. Ấy cái làm khoát liền. Trời ơi. Ôi ơi. Dễ sợ mà. Thôi. Rồi sao nhanh quá ha. Không, để lâu chứ này lâu lắm. Rồi khổ cái đi cho nó để xuống lửa. Rồi, chung cũng làm thôi, làm cái gì là cũng cái cây gì chung có cây già gì chung. Cái cây que que hàng nãy. Dạ. Nam có lạnh. Dũng Dũng cứ sợ lạnh, ai ngờ đâu có lạnh đâu. Viên nha, dép mang ngoài đường trong nhà nghe Viên. Lát mang vô nhà nghe nhà dơ nghe con. Sao mà mang dép ngoài đường? Không có dép được. Lát đi vô chùi nghe Viên. Viên. Chứ mang vô nhà dơ nhà nghe Viên. Tại vì em thấy nó chỗ này chưa. Đưa rồi con. Nó chỉ nhìn chung đi quanh tưởng những cháu mình sinh con. Đây các bạn hãy nhìn có xem quay, nha, có bên quay. Hông nhà mình đang trồng hoa li ơn đó các bạn. Nhìn thấy đẹp không? Bây giờ nó chưa có ra hoa, một tháng nữa nó mới ra hoa. Rồi mình mới đem ra chợ mình bán. Ở đằng phía sau là mình trồng carol. Nếu rảnh thì mình sẽ quay ở đằng sau cho các bạn xem ha. Đây ở đằng trước nhà để mà làm ăn ở đằng trước nhà, còn ở phía trong nhà thì ở và phía sau là trồng rau sạch. À, cũng quay y chang vậy hả? Đây lấy vô anh. Lấy vô anh, lấy vô anh. Chị Hoa trồng y chang vậy nè. Ui, chị Hoa giống vậy đó. Kìa, sau lưng nó còn cái ghế kìa. Đó, chị Hoa trồng cây đó đó. Ở dưới á, ở dưới vườn. Còn gì á? Còn dĩa nữa không? Mày không? Này dĩa lấy đi đâu lấy thêm đâu đủ. Cây này chợ. Thầy đó có cây nó cây tấy nè. Không, phải có người tỉa lại vậy á, ở ngoài cũng vậy. Các bạn biết không, khi nào mà nhà mình muốn ăn đồ nướng á thì cứ để mấy chị lên mới ăn được, tại vì ở trên này khí hậu nó mát mẻ đó, mình có thể nướng rồi mình ngủ ăn ngủ chưa? Còn ở Sài Gòn thì nó hơi nóng. Thôi vậy nó ngủ cũng được. Ngủ giống nhau cũng được. Mấy đứa này nó thấy ngồi nướng như vậy á, dưới một cái bầu không khí rất là mát mẻ nha, rất là thích luôn.
bây giờ ngồi đây mà nhìn lại kỷ niệm hồi xưa, nhớ không lắm khí hậu bạn. Này ở Sài Gòn đối với mình là mát á. Biết bao giờ mình mới quay trở lại như thế này. Tới Phương Lâm à? Tới trung tâm. Tới trung tâm. Ngồi về ống đầu. Đúng rồi. Trời ơi, sớm tụ quá. Em ngồi hồi nãy em làm sớm lắm, cái em tưởng là nhận sổ cho sâu quá chứ. Em tính để mấy này này lên kêu nó phụ giùm. Đúng rồi. Thấy rảnh làm luôn. Không ngờ này đi nhanh ghê. Ờ đâu mà đi lẻ dưới chứ. Khởi hành lúc 6 giờ đi em hèn chi. Em hỏi chị, em đi giờ lúc 10 giờ khởi hành mà ở đây 5 giờ tới rồi. 10 giờ thì chị đi giờ lúc 6 giờ. Sao không tới sớm? Tới đèo Grand đó. Tới đèo Grand hình như là 1 giờ. Vô. Nhớ là năm ngoái coi cái phim năm kia chứ. Coi cái phim mà cũng là ngồi nướng nướng ở trong này. Nhưng mà thấy giờ mấy con tôm ngọt ghê á. Có gì fancy á? Miêu. Chỉ có lên đây mới ăn được cái này. Đồ nóng không? Thay vì đồ biển á, ăn Vũng Tàu không? Mình ăn ở đây tại lạnh á. Tôm là ăn nhiêu với 180 kg vậy hả? Còn bạch tuộc là 170. Như ai kiếm hả? Quá trời luôn.
em chạy đường Cao Thắng, em chạy lên ngoài đi, thấy xe chiếc xe 15379 của anh nó đậu đó đó là đó đó. Ủa, chứ lớn không qua đường. Rồi ra đi anh đó. Rồi, không bạn. Rồi, đây. Có một ông chủ sĩ ngồi ngay chính giữa làm một lễ khai mạc cuộc nhậu. À, ông chủ sĩ cũng là ông chủ nhà. Cái gì chứ có nhậu là ông rất là vui. Rồi bây giờ mình sẽ vô nhà, mình sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ nhỏ. Đó là bữa tiệc sinh nhật của Sari. À, sẵn dịp lên đây chơi, làm cho nó một cái sinh nhật luôn. Ngày hôm nay là ngày sinh của bé. Ở ngoài này thì có một bàn nhậu. Ở bên trong thì có một bàn tiệc. Sorry, ăn sinh nhật con phải không? Thích ăn bánh kem hả? Dạ. Chừng nào ăn một lát nữa ha. Lát con có hát Happy Birthday không? Có không? Rồi bây giờ mời cả nhà hãy cùng với gia đình mình ăn cái lẩu nha. Lẩu này là lẩu khổ quan với lại cá thác lát. Ngồi vậy đủ không? Còn ai nữa đâu? Đủ rồi. Qua chứ ngoài ăn qua cút về. Các bạn hãy cùng chung vui với gia đình mình ha. Lại đắp lại cho sao? Thi nhớ lo cho anh nên nếu mà để mấy đứa ngồi ăn đi. Trời ăn đi, gì đang quay cho Dũng ăn rồi. Cho Dũng coi chưa, cho gì đang nè. Được rồi, trời coi mấy cái thành này mới vui. Sợ đâu có đói đâu. Cái này bỏ tiêu vô mấy cả thôi. Bây giờ chị đang lướt mà làm rồi. Nó trời, chị đang ăn dữ lắm mà đừng có lo. Để ăn thịt chọc ăn đi. Uống đi, bảy ăn mấy ăn rau cho. Nó mệt quá. Gì vậy, để tao cất máy rồi. Phải ăn là phải cất máy. Ngon không? Ủa, Thương? Thương ăn. Trời, Suri nó sắp hành. Suri sắp hành nè. Giỏi quá. Suri có ăn nữa không? Hả Suri? Con no chưa? Giỏi quá. Nó gầy, nó gầy. Đâu rồi, cho Alex ngồi nhìn luôn đi. Nó gầy kìa. Cay không Tina? Cay cay Tina. Khoan. Mình vỗ tay mát nha. Rồi. Đây ngồi xuống đây đi chị, mình làm thế nhưng mà bành quá. Trời ơi, nhìn viên bèo dữ vậy. Nó bèo, nó nằm nó mệt chẳng quá. Đẹp. Cà vô Sari đó. Kệ Sari, Alex à. Cà vô Sari. Không, bây giờ Sari đứng bên đây luôn đi. Sari đứng bên đây luôn. Sari ngồi có kia. Để bà quay mặt con luôn. Vậy giờ chính nào, giờ chính ngồi vô. Để cho nó cắt. Nè, giờ chính nè. Hai ca. Ca. Happy birthday to you. Đúng rồi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hay quá.
bù ta thở thay kê Xà ta bù ta dùng cả mà kê Happy birthday to you Sinh nhật chúc hà hân nhị ta Sinh nhật chúc hà hân nhị ta Bụt ta ôn nè chung bù ya Bụi cú kì kê xà la yu Sinh nhật chúc hà hân nhị ta Sinh nhật chúc hà hân nhị ta 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다 꽃보다 더 붉게 별보다 더 밝게 사자보다 용감하게 Happy birthday to you 생일 축하합니다 생일 축하합니다 달 같은 내 친구야 꿈나게 사세요 달 같은 친구야 꼭 쏘며 살아요 축하해요 축하해 생일 축하해 Ê, nó ngày nào con Tina nó kêu con Sherry đứng đây nè giống như chụp hình thẻ vậy đó nó chụp hình con Sherry quậy đứng nó chụp hình Sherry giống như hình thẻ vậy ờ à, đúng rồi ok đẹp hả ok rồi cái gì vậy một cái gì vậy chưa còn lại mà thấy chụp hai tấm mà đẹp lắm á thôi cái đứng cho bà này chụp ngon ngon ủa tình nghiệp nhỏ vậy cho có ngồi ghế kìa có ghế ngồi nè ghế kìa ngồi ghế cả đống kìa bắt nhỏ ngồi dây chánh ngồi ăn cái thảm kìa con con dây chánh ngồi cái thảm kìa trời ơi hai cái đứa con gái cái đây là ngồi dây chánh ngồi dưới vậy còn hai đứa khác mới khen cái mập xong bây giờ mày cái gì cái bao rồi mày ăn hoài rồi cái gì sô cô la trắng đúng không cái gì khác gì nhau hai đứa khác gì nhau mày nhìn nó giống Pokemon không ủa sao họ không đưa cho anh hai dĩa anh thôi con ăn bánh kem hoài con à đúng rồi làm cho bánh kem bánh kem hả anh hai kém bốn bốn người là bốn ờ cái dĩa cái này nó gấp ba lần cái đúng rồi cô Tina gấp ba lần nhân viên nè cô ăn thì được rồi đó nhưng mà tập thể dục nha con yeah. Con nhảy dây đi cô nhân viên ăn này ngoài mà giảm cân đúng không vô vô cái nhà này xuống bà cảm ơn đô đẹp lắm rồi nè chơi chơi tránh ăn ngoài ăn vậy tránh nãy nó hôi đói bụng á dính tối rồi là tránh nội với tránh rồi ăn hoài không cho ăn con còn hẹn 9 giờ tối mới ăn đúng rồi mai ăn hoài còn đợi 9 giờ tối mới cho ăn hồi nãy mình nói 9 giờ nó mở tủ lạnh nó coi hoài phải không nó mở tủ lạnh nó coi hoài đúng ngày này là tôi đi sinh nhật lúc 9 giờ tối đúng lúc 9 giờ tối là sinh nhật sinh ra bác sĩ mới bắt vô rồi đến đây mình xin kết thúc nha một đêm mà tụ hội ăn uống rất là vui vẻ. Nếu như mà các bạn có thích kênh Kim Hoàng Fashion thì xin hãy ủng hộ mình nhé, đăng ký và like. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi thì bây giờ mình xin chào tạm biệt nhé. Sắp tới nữa là già Noel rồi, thì mình cũng chúc các bạn một đêm thật là nhiều hạnh phúc và những ngày sắp Noel thật là nhiều niềm vui nhé. Rồi xin chào tạm biệt, bye bye.